Nhưng có một điều em cần phải nhớ là thời đại này thằng nào cũng văn vở. Và nếu anh là trẻ con, sao? Anh viết bài ca vi vọng. Anh viết tình yêu là cả bầu trời. Hai đứa mình thì đi hòn. Và nếu anh là trẻ con, anh làm hơn trăm thằng kia cộng lại. Anh sẽ giành lấy em nếu như anh là trẻ con, nhưng anh không phải. Sợ. Tôi sống ở thế kỷ 21, chung thủy, đẹp trai, hơi thiếu liêm sỉ nhưng vẫn yêu vợ, thương con, ghét cô hàng xóm. Vợ tôi thì sống và suy nghĩ như người ở thế kỷ 19, lúc đeo nào cũng nghĩ là tôi đang ủ mưu tính kế gì đấy. Yêu thương nhau trên đường về, mua cho nhau cốc trà sữa thôi cũng nghi là... À, anh tính vỗ béo rồi đúng không? À không, anh nham hiểm hơn, anh ủ mưu làm tôi tiểu đường bệnh tật xong anh đường đường chính chính đi với con khác chứ gì? Tôi đọc anh như một cuốn sách! Úi dồi, đồ khốn lạ! Của em dạo này như thế nào? Thì đi quán quen này đến nỗi ồn ào. Từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao? Wow, thôi thì mong em đừng khóc nữa, đừng bỏ bữa những ngày sau. Không còn anh bao điều vẫn tốt như xưa. Chẳng cho tao đến bên và nói em mà uống gì order đi đi. Thế thì em uống gì nè? Một đèn đã không đường và một người yêu thương không đáp. Em chẳng cần những câu ngọt ngào. Anh nằm bên trái của cuộc đời, thằng hư đốn không nghe lời. Hình như chẳng đi làm đâu mà ngày nào cũng thấy đi chơi. Còn em mèo con bé xinh yêu kiều, đàn ông tốt quanh em nhiều. Tại sao phải dây vào anh để đời này còn có bao nhiêu điều? Thế nào? Bởi vì anh đã hứa sẽ chẳng để ai làm đau. Em nhớ sao?
once in a while. You aren't made to stay cooped up inside all the time. Story.